Sáng nay, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi làm việc của đoàn công tác Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố giám sát tại phường Hòa Xuân về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn phường. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân phường đã tập trung lãnh đạo các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2023, trong đó Ủy ban Nhân dân phường tập trung triển khai các giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Tổng thu ngân sách trên địa bàn phường đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 đạt hơn 8,6 tỷ đồng, đạt gần 30% kế hoạch giao. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân phường đã tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác quy hoạch, giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư. Với việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn phường, các quy trình giải quyết công việc, thời gian ra quyết định tổ chức triển khai thực hiện quyết định của tập thể Ủy ban Nhân dân, của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường diễn ra nhanh hơn, chủ động hơn nhưng vẫn đảm bảo các quy định thuộc thẩm quyền cá nhân. Ủy ban Nhân dân phường làm việc theo chế độ thủ trưởng, thực hiện đúng theo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của cơ quan cấp trên và thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát cũng ghi nhận các đề xuất kiến nghị của địa phương về đầu tư xây dựng trường học tại khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, đầu tư hệ thống thoát nước, đầu tư một số công trình cảnh quan cũng như sớm triển khai dự án tại tổ 89 trên địa bàn phường.